Những bát cơm lười siêu đơn giản như thế này là lựa chọn yêu thích nhất của mình khi công việc bận rộn, không có nhiều thời gian để chế biến cầu kỳ. Cam em 9 tháng thì mẹ bắt đầu cho làm quen với cơm nát, lấy một cốc gạo nhỏ như thế này thì sẽ nấu đủ 2 bữa cơm cho bé. Mình vò sạch, thêm 3 cốc nước vào. Bé mới tập ăn cơm nát thì mình sẽ nấu theo tỷ lệ là 1 gạo, 3 nước, nấu trong nồi nấu cháo chậm, bật chế độ nấu cháo trong vòng 1,5 giờ. Đơn giản là tiêu chí hàng đầu cho những bữa ăn như thế này, cho nên mình chỉ dùng một loại thức ăn và một loại rau củ thôi. Hôm nay mình dùng bí đỏ nấu cùng với cá hồi, cắt thật nhỏ ra hoặc là ăn nhỏ hơn nữa thì mẹ xay sơ ra nhé. Mỗi khi bắt đầu một giai đoạn tăng thô mới thì mình sẽ phải chấp nhận rằng con sẽ bị uệ, đó là phản xạ hết sức tự nhiên, con cần thời gian để làm quen, cho nên là mẹ hãy kiên trì đồng hành cùng với con chứ không cần phải lo lắng quá đâu. Mẹ Cam đang làm cá hồi bơ tỏi, phi thơm tỏi thì mình sẽ dùng bơ ghi hữu cơ. Mẹ có thể chọn loại bơ lạt khác hoặc là dầu hay là mỡ, nhưng mà bơ thì thơm hơn. Bơ cũng là chất béo động vật, bác sĩ khuyên trong chế độ ăn của em bé nên duy trì 70% béo động vật và 30% béo thực vật đó mọi người. Với các món ăn cùng cơm thì mình sẽ nêm thêm một chút bột nêm rau củ để cho bé hợp tác hơn, loại dành cho bé từ 6 tháng nhé. Xào cá và bí đỏ cùng nhau rồi thì mình sẽ thêm một tí nước nấu cho chín mềm ra. Bơ có mùi rất là thơm ngậy giúp cho cá không còn bị tanh. Khi mà mẹ Cam quyết định cho bé tăng lên cơm nát thì mình sẽ không cho bé ăn cơm nát hoàn toàn, mà một tuần mình sẽ cho bé ăn 3 bữa cơm nát, sau đấy sẽ tăng lên 4 bữa, 5 bữa, sau đấy là mỗi ngày một bữa cơm nát trước đã, còn bữa còn lại vẫn là ăn cháo hoặc ăn mì như trước đó. Cơm nát chín rồi, mọi người cùng xem thành phẩm nhé. Cơm rất là mềm luôn, bé rất dễ nhai dù chưa có răng, nhưng mà cơm vẫn ráo chứ không bị nhão dính ra đâu. Còn có một cách khác để nấu cơm nát nữa là nếu như bữa ăn của bé trùng với bữa ăn của gia đình thì mẹ có thể nấu chung cùng với cơm của cả nhà. Khi cơm vừa chín tới thì mẹ lấy một lượng cơm vừa với lượng ăn của bé cho vào một cái bát nhỏ, sau đấy thì mình thêm một chút nước nóng vào và bỏ vào nồi tiếp tục nấu cho đến khi cơm chín. Bữa cơm cực kỳ đơn giản thôi nhưng mà đầy đủ dinh dưỡng. Mời cả nhà nha.